Bây giờ là 10 giờ sáng nha bà con. Anh hai năm mùa qua anh đang làm gì đây? Đang ngủ hay đang làm gì? Dạ. Tự nhiên ở nhà không ở vô đây ở vậy đấy. Hả? Ở nhà mình buồn hay sao? Nó buồn. Vợ già kế đây giờ luôn. Sao sao? Nói dạ. Gì? Nói gì không nghe. Vợ già đi đâu à? Bữa giờ em đi làm bóng đá, anh hỏi nào nó coi mấy clip bóng đá của em không? Coi. Hả? Đâu có coi đâu. Quỷ sập rồi phải không? Quỷ subscribe rồi phải không? Rồi. Đi đâu vậy? Ông trốn mình đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Nấp mình càng. Cút hà. Anh hai nó vừa qua rất là thích chơi cút hà nha các bạn. Ngõ kia không biết đi ngõ này. Chúng tìm ha. Ông trốn nó mất ông vợ coi trốn. Con dí này ổng mới được. Anh ông đó ông đi núp mình ở đây rồi các bạn. Ông vợ coi ông vợ coi. Ông cũng núp kìa, ông núp vào dưới xe nha mấy bạn. Ông trùng xuống xe ông núp rồi. Cút hà. Hả? Hai. Sáng giờ có phụ được ba Tâm làm gì chưa? Không. Cút hà đâu nào. Nhưng mà sáng phụ dọn dẹp ra cho hả? Sáng anh ăn gì chưa? Anh bao em cửa ăn sáng đi. Hai. Ông dọn à. Chúng tìm. Dạ, chúng tìm. Núp chỗ nào rồi, bà nghe bà con. Ông đang trốn rồi cháu. Ôi, núp rồi nha bà con, núp rồi đó. Núp ngay cái sọc rác nha các bạn. Em đói bụng quá à. Nè. Đi. Ăn gọi ăn nữa. Em chưa có ăn gì hết trơn á. Ăn quà ơi. Mình đang cộng cái này mình bí rồi nha các bạn. Sao cộng hoài nó ra chút quớt à. Anh hai năm mùa quanh cộng giùm em. Anh hai năm mùa quanh. Anh hai cộng giùm em đi. Hả? Hả? Anh phụ bưng bàn ghế với nó đi, có mình nó à. Tập thể thao đi. Bây giờ anh bưng bàn ghế anh khỏi tập gym. Phụ nó anh chút đi. Em út trong nhà mà. Anh thấy con mình nó tội nghiệp không? Đi, phụ nó đi. Ừ, mở cửa ra phụ đi.